Bạn đã cần tiền ơi, thật uy tín để Black Eagle Buy giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Hello cho bạn nha, đây Mobile sẽ chơi một con tướng không dành cho số đông. Ngày xưa một đá quý không hề rẻ, bây giờ không ai thèm chơi. Và là con tướng sắp tới có sự thay đổi rất chi là mới, thay đổi hoàn toàn chất tướng luôn nha em ơi. Từ một con tướng đánh xa thằng đánh gần anh em ơi, đánh xa thành đánh gần. À mà tuy vậy thay đổi như thế thì vẫn có thể đánh xa được, nhưng là con tướng đánh gần anh em ơi, đánh gần thì hay đánh xa thì nó vẫn thế thôi. Nhưng ở đây là cái trang bị các bạn lên sẽ có tác dụng khác. Ví dụ anh em lên kiếm chi hồn cho Roker bây giờ không có ngon bởi không kích hoạt được nội tại kiếm chi hồn, nhưng mà sắp tới chúng ta có thể kích hoạt nội tại được nha. Thế thì các bạn sẽ tạo lên những pha một sụp một mạng, hút một mạng, hút phát lên mảng điểm số luôn, cực kỳ kinh khủng từ vị trí của Roker. Nhưng mà các bạn cũng vĩnh biệt những trang bị như là anh em sử dụng cái cung báo tố thì anh em vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà hiệu quả sẽ không cao bằng kiếm chi hồn khi chuyển sang chất tướng đánh gần. Và anh em cũng vĩnh biệt cái cung tà ma hay là cái diệt tướng cung đi. Đấy, thành ra thì cũng có cái sự thay đổi, nhưng mình nghĩ đó là cái sự thay đổi tích cực dành cho Roker nha. Nếu mà cái chiêu 2 còn có thể lướt qua tường được nữa thì quá là tuyệt vời luôn anh em ơi. Bởi đây sẽ là một chất tướng rất mạnh nếu mà chiêu 2 lướt được qua tường. Sẽ cơ động hơn, áp sát mục tiêu ngon hơn, giống như con tướng trong bản gốc anh em ơi. Tính ra thì làm clip tiếp về đau cơ để thông báo anh em cái sự thay đổi mới nha. Chất tướng chuyển từ đánh xa sang đánh gần, ảnh hưởng lớn đến việc các bạn build đồ cho Roker sắp tới. Nhưng mà tất nhiên thì mình sẽ thử cái build đồ của Roker trong thời gian sắp tới, cho thời điểm hiện tại mình sẽ như thế nào anh em ơi. Quả đạn thần quang quá là perfect, mình tới và Auli chỉ cần đá sấp mặt Veda luôn. Mà trận đấu này team lại anh em thấy từ đầu game chắc ồn hơi nhiều. Hình như là Alice đi rừng, sau đó thì để cho team bên kia tạo cái gì đó rất là thú vị. Cái này mình không quan tâm lắm đâu, bởi nay mình chỉ chơi chất tướng Roker xài kiếm chi hồn thôi. Kiếm chi hồn có rồi anh em ơi. Thực ra con này mà có kiếm chi hồn có thương xuyên phá toàn những trang bị mà nó không bị giảm, đặc biệt thương xuyên phá còn được tăng cơ. Thành ra thì mình thấy thì đâu cơ thương xuyên phá trong mùa S2 S3 là một cái sự lựa chọn ngon, nhưng mà mỗi tội ít anh em chơi bởi ít anh em biết được sức mạnh của đâu cơ. Mặc dù bây giờ đâu cơ giá rẻ không còn tốn đá quý và đá quý thì nó cũng rất là bình thường thôi. Thế là anh em không chơi đâu cơ nhỉ, phí thế. Cái khó ở chơi đâu cơ là máu mỏng, các bạn khắc chế mấy con tướng máu mỏng bởi các bạn chỉ cần một bắn vật chưa một lướt trong hai đánh thường cái địch lên bản đồ số luôn. Nhưng nếu mà gặp mấy cái con mà trâu bò thì anh em không giết được mấy con trâu bò. Mà anh em không giết được mấy con trâu bò thì lại để mấy con gây đam từ xa nó tiến anh em mất cái lượng giáp của cái chiêu cuối. Đã thành ra là mình cũng mất cái ba đạo đi. Thế là đâu cơ thì vẫn kén người chơi. Ở đây đó là khả năng các bạn áp sát mục tiêu. Đây giống như mình áp sát mục tiêu dí cái thì lên bảng đánh số luôn. Nhưng mà có quan trọng là chúng ta có áp sát được mục tiêu hay không thôi. Nếu áp sát được rồi thì mọi chuyện nó sẽ dễ anh em ơi. Còn cái việc mình nói rồi, cái chất tướng thay đổi từ đánh gần sang đánh xa sang đánh gần, nhưng anh em vẫn đánh xa được nha. Chẳng qua thì chỉ thay đổi về build đồ thôi. Bố thí một sao dành cho nhiều vào thôi. Đừng có nói nữa. Anh em từ đầu game đã xích mích rồi, bây giờ lại chơi Alice đi rừng rồi, thế này thì thôi anh em chấp nhận số đen thôi chứ đỏ quên đi, chứ không làm gì được đâu nha. Đúng là cho team mình một sao thật, mà thôi mình xin. Cho thì xin anh em nhở. Tập này thì bạn chắc chắn sẽ chỉ ôm trụ thôi. Và với việc ôm trụ thế này thì thôi trận đấu sẽ kết thúc rất nhanh nha anh em ơi. Bởi Alice đi rừng có tác dụng gì cho cái team này em ơi, không biết bao giờ Alice mới lết game ở đây. Alice thực ra thì một chất tướng đánh vừa đánh rất sướng bởi dễ chơi, cũng dễ ke đi team đeo đánh đơn. Nhưng mà ở mức rank cao, cao thủ nhiều sao ấy, chiến tướng trở lên tầm
bảy tám chục sao hay trở lên gì đó, thì khi đó thì mọi người chơi mấy con tướng kiểu nó ép sớm mạnh hơn ý, tướng kiểu như trợ thủ ép sớm mạnh hơn anh em ơi thì sẽ hiệu quả hơn nhé. Chứ cứ kiểu ôm late game thì đánh nó hên xui quá, không ôm được cái bị ép cho không chừng cái nào luôn, mà người ta ép chuẩn lắm, ép công thức ép chuẩn cực kỳ, cũng không có thể late game đâu anh em ơi. Hay trời ơi, trận này cả team đánh hay, cả team bạn đánh không hay. Thành ra thì cái việc hủy diệt những chất tướng máu bỏng của team bạn nó đơn giản vô cùng, và thậm chí là máu dày mà đứng một mình hoặc là không được đột độ thì sao hỗ trợ ấy, mình vẫn sục cho đi lên bản đánh số cực kỳ nhanh. À, cái việc mà thay đổi chất tướng từ đánh xa sang đánh gần thì cũng khiến các bạn sử dụng trang bị vừa kiếm ngon hơn so với chất tướng đánh xa. Đây cũng là điều tuyệt vời, thương xuyên phá ngon hơn, phơ kiếm ngon hơn, kiếm chi hồn ngon hơn. Đây anh em build đồ thế này nha. Đóng cái phơ kiếm sau, anh em đóng cái trang bị quỷ kiếm. Quỷ kiếm thì vẫn ngon thôi anh em ơi, quỷ kiếm thì giúp mình hồi phục máu tốt hơn. Chứ kiếm chi hồn thì không có hồi máu rồi, thế ra mình phải lên trang bị hồi máu cho đâu cơ. Ây da, cũng khó chịu phết nha. Bây giờ phải núp lùm đợi thời cơ thôi anh em ơi. Rồi này anh em nhìn này, nhìn này, trời ơi, không kịp làm gì. Kiểu anh em thấy đam rất là ảo luôn. Anh em mà đi lên đi top chẳng hạn thì các bạn sẽ dí các bạn rất là tốt với việc sử dụng tốc biến hoặc là tốc hành nha. Alice và Gấu đang cố gắng lấy trụ. Đùa. Đang cố gắng câu kéo lấy game đây. Alice. Rồi xong con đạn thần quang ảo thế này. Thực sự bạn quá sai nha, đừng có đùa với Joker trong tay của MOBA. Thực sự con này mình chơi khá là tốt. Những con tướng khác mình chơi cũng tốt rồi, nhưng mà Joker mình còn chơi tốt hơn. Bởi mình biết di chuyển, mình biết lúc bụi, mình biết vô giao tranh, mình biết con này thì nhiều khi chúng ta lúc bụi, nhiều khi chúng ta vòng ngoài sau đội hình team bạn chúng ta bắt mấy con máu mỏng anh em ơi. Cứ dí mấy con máu mỏng thôi, cứ đừng dí máu dày nha. Ok, Toro bên tao ngầu lắm. Rồi rồi, bạn ngầu hơn đấy, bởi bạn chơi Alice đi rừng cơ mà. Ngầu như cái bồn cầu ý. Uầy, chưa một cái gần chết luôn. Thế là còn chưa bật chiêu cuối nhé. Có khi mình bật chiêu cuối lên, mình bật chưa một cái đánh thường lên bản đề số chắc chắn luôn nha bơi. Quá kinh khủng. Kiếm chiêu hồn thì đang to hơn cái cung bảo tố chắc chắn rồi, nhưng mà không lợi tốc đánh bằng cung bảo tố. Đấy, bây giờ mọi người sử dụng cung bảo tố bởi lợi tốc đánh, và kiếm chiêu hồn thì nó không có tác dụng cho đâu cơ với chất tướng đánh xa. Thành ra thì sự thay đổi mình thấy là quá là ngon cho Joker, anh em thích chơi Joker sốc đam nha. Trận đấu là hơi chán một tí do bên kia họ chôn game anh em ơi. Cái này thì mình cũng không làm gì được, bởi bởi đâu có thể khiến team bạn chơi game nghiêm túc được, người ta đã cố tình chôn rồi. Thôi ôn ăn kinh công ôn win nào. Ok các bạn ơi, kế từ từ đây nha, mình sẽ núp bụi ở đây đợi Alice. Không đợi được, Alice đang ôm farm. Nó cứ từ từ anh em ơi, chờ nha. Những cái thế công kiểu này mình không có thể thể hiện sức mạnh đâu, phải đợi team bạn ra cơ thì dễ chơi được. Và anh em chơi đâu cơ cũng đừng cân team nha, anh em cần có đồng đội xe đam cho để không mất lượng giáp ảo. Mất lượng giáp ảo thì các bạn sẽ rất là phế. Thành ra thế thì lớp bụi mã đỉnh nhỉ. Alice ơi, thôi xong Alice rồi. Bạn khống chế ai chứ, khống chế chắc tướng miễn khống chế này. Ôi chạm vào cái đi luôn. Rồi xong Alice AD đem bản đề số. Thôi em game đi anh em ơi, chứ để lâu mình thực sự thấy game không có cái động lực để chơi nữa rồi. Đâu đẩy chú anh em ơi, team bạn chỉ có 3 người thôi, team mình tận 5 người cơ mà. Tí tao tố cáo mít nhé. Trời ơi, mình là người chôn game lại đi tố cáo.
Anh em thấy game đang đánh đơn vui không? Chắc chắn rồi, vui hơn. Ơ kìa. Đang làm clip League Fa anh em ơi. Một cái kết quả mình có thể ngờ được. Anh em cũng chắc chắn không ngờ luôn. Nhưng mà có khi là team mình cũng win được sớm thôi. Vì vậy có thể bị thua. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.